Hello, kính chào quý vị thân yêu. Hôm nay Linh Phong giới thiệu quý vị cách trồng hoa 10 giờ quý vị ạ. Đây, trước mặt quý vị đây là những cây hoa 10 giờ mà Phong mới đi xin được về. Có rất là nhiều chủng loại quý vị ạ. Đây là màu hoa đỏ kép của Thái Lan. Đây là màu tím. Đây là màu vàng. Đây màu vàng Phong đã nhặt cọng sạch sẽ. Còn đây là màu trắng quý vị ạ. Trắng kép Thái. Hoa rất là bự, hoa kép Thái. Đây, trước khi mà xin về để trồng thì Phong chia sẻ cách để tách ra quý vị. Đây, chúng ta tách nhỏ ra này. Như kiểu là mới đầu xin thì nó như thế này. Đây, mới đầu xin thì cây nó còn khờ khoảng này quý vị ạ. Nhiều người người ta trồng luôn thì nó không được khỏe. Ví dụ như này, có một số người là cứ mang về xin để trồng luôn. Hôm nay Phong chia sẻ cách là khi mà chúng ta xin được cây 10 giờ thế này thì chúng ta nên tách nó ra, không nên để cả cụm này trồng, bởi vì là cái lúc này ấy, cái cây hoa 10 giờ nó còn đang yếu. Khi mà chúng ta cắt thế này, chúng ta dâm thì một cái đoạn rễ này nó không thể nuôi được hết bằng ngày thân, thì chúng ta lại phải tách ra để nó chi phối cái dinh dưỡng ra, mỗi đoạn nó nuôi một đoạn thôi. Ví dụ như cây này, cái này chúng ta tách ra như này, tách chỉ lấy lại một cành như này, cành dài này thôi, cái này tách cho tương đối được nhiều. Đấy, nhiều người không biết là cứ thế mang về dâm thì nó vẫn sống nhưng mà nó phát triển kém hơn, chậm hơn. Đấy, chúng ta tách như này. Hoa Phong xin được tương đối nhiều các màu hoa để Phong làm thành một cây hoa nghệ thuật, tức là mình trang trí trên một tiểu hoa, gọi tiểu cảnh hoa, có nhiều màu sắc, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, rồi màu hồng, màu cam. Đấy, chúng ta tách như này chứ không nên để cả trồng, để cả dòng thì nó phát triển chậm, nó vẫn sống nhưng phát triển chậm quý vị ạ. Đấy, nhiều người là không biết là họ cứ mang về họ dòng luôn thôi, nên là cây hoa nó phát triển chậm lắm. Hoa 10 giờ thì rất là dễ sống, dễ chăm sóc, hoa thì cực kỳ đẹp, nở vào buổi sáng từ 9 đến 10 giờ là nở, cực kỳ hấp dẫn luôn. Nên là giới chơi cây hiện nay rất nhiều người ưa chuộng cái hoa 10 giờ này, đặc biệt là phái nữ họ cũng rất là thích, bởi vì màu sắc nó sặc sỡ hấp dẫn. Rồi, khi mà chúng ta ấy xong này thì chúng ta bắt đầu mang ra vườn dâm, thì Phong sẽ lại quay hình ảnh dâm tiếp để quý vị xem nha. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ Linh Nhất Phong đi mang hoa 10 giờ ra trồng với quý vị. Khi mà Phong để cái này xin được từ hôm qua kia rồi, để 2 ngày nó khô hết đầu rễ rồi quý vị ạ. Trước khi trồng thì quý vị lấy về quý vị không nên trồng luôn, và không nên trồng vào trời mưa, trồng vào trời nắng ráo hoặc tạnh cũng được, và trồng vào lúc chiều mát quý vị ạ. Bây giờ là chiều mát gần 4-5 giờ chiều, thì đây Phong đã chuẩn bị hai cái luống đây kia nữa. Đấy, để bắt đầu chúng ta trồng.
chúng ta chỉ cần đặt thế này thôi quý vị ạ. Đây. Đặt này tí nó lấp đất. Không nên trồng quá sâu mà không nên dòng quá đông, dòng vừa vừa. Dòng sâu quá thì nó không lên được, nó bó dễ, nó thối dễ. Mà dòng đông quá thì nó khô, nó không lấy được nước, dễ nó ngoi lên khỏi mặt đất thì cũng không được. Tốt nhất là chúng ta dòng vừa phải. Mật độ như này là vừa phải quý vị ạ. Đây nó khoảng tầm 2 phần rưỡi, 3 phần là được. Không để ý những cái cây mà ví dụ như mình trồng mà nông quá, hoặc nông quá nó không lên được, mà sâu quá không lên được, cứ phải vừa vừa. Dòng cao quá thì cái rễ nó lồi lên, nó ăn lên. Còn dòng sâu quá thì nó bó rễ, nó nghẹn rễ. Xong dòng nó dày dày một tí cũng được. Bởi vì là khi mà mình đã cắt cái ngọn nó ra như ngắn thế này thì mình dòng dày dày hơn một tí cũng được. Trước khi dòng thì chúng ta đã làm luống cái này, chúng ta cứ đặt hết ra, giải đều ra. Đây Phong nó giải ra một chút, xong Phong lấp đất để quý vị xem. Một tí nữa Phong sẽ ấy nốt chỗ kia. Vì đất hôm nay cũng tương đối vừa phải nên là chúng ta cũng chưa cần phải tưới nước ngay quý vị ạ. Một vài ngày tới tưới cũng được. Bởi vì lúc đầu đang muốn cho cái đầu rễ của nó khô, nó đỡ bị nhiễm trùng. Đấy, chúng ta cứ lấp hết cái phần kín, cái phần đến mặt cái phần luống này. Bò đất nhỏ nhỏ này, không để gión cục. Đất này thì cũng tương đối là mềm vừa phải nên là không chưa cần phải tưới nước ngay quý vị, để cho nó khô đầu rễ nhé. Hoa 10 giờ dòng thì cũng tương đối dễ sống thôi quý vị ạ. Nhưng để sống được thì dễ, nhưng mà để mà nó tốt ấy, đồng đúng kỹ thuật cho nó tốt thì cũng tương đối khó. Bởi vì dễ thì dễ nhưng mà nó có cái quá trình sinh trưởng của nó theo một cái hướng chính xác về mặt kỹ thuật thì mới được. Có nhiều nhà trồng rất là tốt, nhiều nhà trồng nó cứ lụi. Bởi vì mình bổ sung dinh dưỡng không hợp lý, rồi rồng nữa. Rồng không hợp lý là nó cũng dẫn đến cái tình trạng mà cây nó không phát triển được một cách tốt nhất. Đấy. Là lấp ra như vậy chúng ta. Nè, có thể lấy chân hoặc lấy tay ấn ấn xuống. Hoặc lấy bất cứ dụng cụ nào. Ấn vừa phải thì không cần chặt quá. Ấn vừa phải. Đỡ ảnh hưởng đến phần cây. Đấy, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Lý Thế Phong chia sẻ cách trồng hoa 10 giờ. Lúc đầu thì tỉa nhánh nha quý vị. Nếu quý vị thấy cái video này hữu ích thì đừng quên ấn đăng ký giúp Lý Thế Phong để Phong có động lực ra nhiều cái video hữu ích hơn để gửi đến quý vị nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn.